port de fraternité noué dès và mối quan hệ bác ái từ những năm cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 giữa Hồ Chí Minh và dân tộc Pháp vẫn tiếp tục ở Montreuil và vẫn còn cho đến tận ngày nay. Continue à Montreuil de durer dans les conditions d'aujourd'hui. Năm 1950, khi chiến tranh giữa Việt Nam và Pháp xảy ra, ông Leo Figue đã gặp Hồ Chủ tịch ở ATK Việt Bắc. Là người được tiếp xúc và tận mắt chứng kiến sự sáng tạo và quyết tâm của những người chiến sĩ Việt Nam, lại được tiếp xúc với Bác từ những điều mắt thấy tai nghe. Khi trở về, ông đã viết hai cuốn sách về kháng chiến của nhân dân Việt Nam, giúp cho nhân dân Pháp và những người yêu chuộng hòa bình hiểu thêm về cuộc chiến tranh phi nghĩa của Pháp lúc đó ở Việt Nam. Với tôi, Hồ Chí Minh đã rất cương quyết để chấm dứt chiến tranh. Dù có những thế lực muốn ngăn cản các bạn quan hệ với nước Pháp, ông ấy vẫn thực hiện được hiệp định ngày 28 tháng 3, lúc đó đang đối mặt với một mâu thuẫn giữa Việt Nam và Pháp. Nhưng một Việt Nam thống nhất, thực ra ông ấy muốn hợp nhất miền Nam và ngay cả miền Trung. Ông ấy đã sang Pháp, chúng tôi đã gặp để đàm phán về các hiệp định tạm thời, các hiệp định cuối cùng giữa Pháp và Việt Nam. Au-delà de cet accord provisoire, un accord définitif. Bon, jusqu'au dernier moment, même cho đến tận phút cuối cùng, đến tận ngày 20, người ta phát động cuộc chiến tại Hà Nội, Hồ Chí Minh vẫn cố gắng đàm phán, cố gắng tìm giải pháp cho hòa bình. Chủ tịch Hồ Chí Minh không muốn chiến tranh, nhưng người Pháp lúc đó đã bỏ lỡ cơ hội hòa bình ở Việt Nam, cũng như người Mỹ sau này đã bỏ lỡ cơ hội hòa bình, tránh để thanh niên đất nước họ hy sinh vô ích ở Việt Nam, điều mà Bác không muốn. Bởi Bác Hồ của chúng ta rất yêu thương trẻ nhỏ và thanh thiếu niên trên cả thế giới này. Ông Hồ đã dạy những cháu bé này hát, chẳng hiểu ông ấy tìm được ở đâu. Ông ấy đã dạy các cháu bài hát của vùng Pyrenees, bài hát của quê hương tôi. Ông ấy bắt đầu hát bài hát này, và thật lạ là một người Việt Nam lại hát bài hát vùng Pyrenees. Tiếp tục cuộc hành trình, chúng tôi tìm đến nhà tiến sĩ sử học Alain Rousseau, người có kiến thức rất uyên thâm về Đông Dương, là người nghiên cứu lịch sử và rất nhiều lần đã sang Việt Nam. Alain Rousseau đã gặp Thủ tướng Phạm Văn Đồng và nhiều lần gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông đã có nhiều công trình nghiên cứu và sách báo viết về Việt Nam. Khi chúng tôi hỏi là người nghiên cứu lịch sử thường rất khách quan, ông có nhận xét gì về tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh trong thời đại hôm nay? Pour moi, je la qualifierais déjà de pensée très originale. Hồ Chí Minh n'est pas quelqu'un qui répétait. Tôi cho rằng tư tưởng của ông rất độc đáo. Hồ Chí Minh không phải là người lặp lại phương thức, không sao chép lời của Marx hay Lenin để chứng minh, mà tìm những gì sống động trong tư tưởng chủ nghĩa Marx mà ông có thể sử dụng được để giải phóng đất nước mình. Đồng thời, Hồ Chí Minh không dựa vào chủ nghĩa Marx châu Âu truyền thống, mà đã sử dụng một mô hình mà tôi tìm thấy trong các tư liệu. Ông nói rằng tư tưởng của Marx rất có sức mạnh, nhưng lại được viết ra trước tiên ở châu Âu. Mà châu Âu thì không phải là cả thế giới. Như vậy, châu Á cũng phải tìm trong truyền thống, trong nguồn gốc, những yếu tố cải thiện phần nào có thể Việt Nam hóa được tư tưởng về cách mạng. Đây là những lời chân thực. Không bao giờ có sự tầm trương trích cú trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Ông không bao giờ lặp lại lời ai, mà ông luôn cố gắng học từ cuộc sống. Và đây là điều rất quan trọng đối với tôi. Với điều kiện tiếp xúc với các loại tư liệu cùng kiến thức về lịch sử sắc sảo, Alain Rousseau đánh giá về tư tưởng Hồ Chí Minh không ở cách nhìn đơn thuần bằng
sự logic của tư tưởng Hồ Chí Minh với ước vọng suốt đời được cống hiến cho nhân dân, vì nhân dân. Điều rất quan trọng đối với tôi trong tư tưởng Hồ Chí Minh đó là tư tưởng và hành động trong đời ông, là ông đã làm sáng tỏ được mối quan hệ vĩnh cửu giữa những nhà cầm quyền và nhân dân. Đó là điều quan trọng nhất trong cuộc đời ông. Ông thuộc về nhân dân và không bao giờ rời xa nhân dân. Và tôi nghĩ đến một nhà lãnh đạo thông minh, nhà lãnh đạo muốn đưa đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, luôn phải nghĩ tới sự bền vững giữa ông và dân tộc, một sự khôn ngoan giản dị, một cuộc đời đơn giản. Người mà theo tôi đã tác động đến tất cả các nhà làm cách mạng trên thế giới. Có biết bao kỷ vật, biết bao tình cảm của những con người với Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Pháp mà cho đến hôm nay chúng ta vẫn chưa có điều kiện để sưu tầm và tìm hiểu tất cả. Nhưng ở một góc độ nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn mà chúng tôi đã gặp những nhân sĩ trí thức đều có tình cảm rất tốt đẹp về Chủ tịch Hồ Chí Minh, là người Việt Nam tiếp xúc với những người bạn Pháp, chúng tôi không khỏi tự hào và tự trách mình. Tại sao giữa thời đại hôm nay chúng ta có điều kiện khoa học kỹ thuật, vật chất tốt hơn mà vẫn chưa làm được nhiều điều tốt đẹp cho Tổ quốc? Voilà, j'ai le souvenir d'un homme d'une très très grande intelligence. Tôi vẫn có kỷ niệm về một người rất rất thông minh, với một sự sáng suốt trong cách phân tích tình hình. Ông ấy còn là người có nhân phẩm rất đáng quý. Tôi đã thấy ông ấy nói chuyện hàng giờ với lũ nông dân già Bourgogne, với lũ trẻ. Đó là một người đặc biệt, một người rất tỉnh táo và có một cái nhìn luôn hướng về tương lai. Và cuối cùng thì tôi tin là Việt Nam đã may mắn có Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ rất hạnh phúc có được những người như vậy trong thời đại này. Ấn tượng của bạn bè Pháp về Chủ tịch Hồ Chí Minh thật sâu sắc và đáng trân trọng. Chúng tôi, những người làm phim đến và ở Paris chỉ có vài ngày. Những nơi bác đã đến làm việc, chúng tôi cũng chưa kịp đi hết. Những tình cảm của nhân dân Pháp dành cho Hồ Chí Minh thật tốt đẹp, điều mà chúng tôi chưa thể nói hết được trong bộ phim này. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở hai chương trình sau, về tình cảm của người Việt Nam ở Pháp với bác, và một chương trình về Raymond Aubrac với cách mạng Việt Nam. Thời gian đã trôi đi hơn nửa thế kỷ. Có biết bao biến cố lịch sử chính trị thăng trầm đã trải qua với hai đất nước Việt Nam và Pháp. Trong dòng chảy lịch sử tình cảm của những con người đã gặp bác, đã biết đến Việt Nam vẫn không phai mờ. Hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng, đạo đức của người không chỉ có giá trị với mỗi người Việt Nam chúng ta hôm nay, mà đã vượt lên không gian, thời gian, lan xa cả thế giới. Đó là tấm gương, là hình ảnh quý giá của một lãnh tụ suốt cuộc đời hy sinh phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Bởi người hiểu rằng, khi ở cương vị lớn nhất của một quốc gia, trách nhiệm với nhân dân, với đất nước là trên hết, điều mà những vĩ nhân trên thế giới đều hành động như thế. Một con người vĩ đại, giản dị, luôn tiên phong, dương cao ngọn cờ độc lập dân tộc cho các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. From the mountains and the jungle, from the rice lands and the plain of Greece.